Đi qua một trận thương đau, chúng ta đã nhìn thấy, đã học ra được rất là nhiều bài học quý giá. Trong đó chúng ta biết yêu cuộc sống hơn, chúng ta biết nên nắm bắt những thứ gì cần thiết và buông bỏ bớt những thứ không cần thiết. Chúng ta biết trân quý cả những thuận lẫn nghịch duyên trong cuộc đời. Chúng ta chấp nhận những con người như ý và bất như ý xung quanh chúng ta hơn. Và thậm chí chúng ta sẽ thầm cảm ơn những trận giông bão, những cuộc thăng trầm, những biến cố, những mất mát thương đau đã giúp cho chúng ta nhìn thấy một chân trời rộng lớn của đời sống, giúp chúng ta kịp quay về để trân quý giữ gìn những gia tài quý báu ở bên trong, giúp cho chúng ta nhìn thấy bản chất của đời sống.